chiều, đó chiều đây. Còn nơi đây nước chiều được mùa nên dễ phun, còn dễ hơn. Coi xuống dưới bãi này thì thấy dính nhiều cái te phết. Để cho xuống quay cho anh em xem cái te đây. Cái chỗ này dính một đôi này anh em. Còn này, còn nữa này. Cái này đôi này. Chục em vẫn thoải mái nhá, nó không như kiểu dễ run chân nó bé, không kéo cánh vào cái nào tung rơi ngay. Xe này nó dính là dính cái kiểu đôi nữa chứ. Sẽ chính thức bắt đầu về nhiều nha, một vùng nha, chí neo, vùng luôn, về đắp, vùng chơi chơi nha mọi người, thôi sao rồi, về chưa này. Chùm cho tre anh em nhá. Con di cư mới về bụng trắng toát. Để đun này anh em này. Cào tít. Tít ngọn luôn. Này tên nữa này anh em này. Tên nhá. Cái này cao tít trên đầu diềm này. Sự
sẽ bày dính tít trên bọng cào. Ok anh em nhé. Cây này thật nhé. Hai cây này một cặp này. Đây là thích những cái thối thối là cực kỳ luôn. Cây này nha. Cái này hai tên này anh em này. Đây. Đây một con này. Đây một con này. Đấy. Đấy một cực kỳ thích như thế này nhé. Cái này thế này thì nó xanh này anh em này. Đó có một dọc cái phương ít tất cả này. Cứ chỗ này hạ thôi. Đây anh em này. Cặp nữa. Ok anh em nha. Bốn tên này. Của anh em. Ok anh em nha, có thế nào thì sáng mai quay tiếp cho anh em xem nhá. 来 đây hẳn hẳn ơi anh em ạ. Mấy hôm trước mưa được một mẻ ngon phết anh em. Được 2-3 ngày mưa. Đỉnh phết anh em ạ. Hôm nay là nắng nắng lên là kém hẳn đi luôn. Đấy. Đứng trên đường kia đây chắc là 6-7 con gì đấy. Mình lại càng coi chuyển đây. Đây. Này chưa hay là đi xuống dưới chưa? Dưới đấy luôn đi. Đây là lúa chúng mình như này nha này. Chắc là tầm vài 3 ngày nữa từ đường dầm là rỗ hết sạch xanh luôn anh em ạ. Đấy. Năm nay 2 tháng 2 nhuận đấy anh em. Nên người ta thấy muộn nên lúa rỗ muộn. Chim về cũng muộn luôn anh em. 24, 25 tháng 7 âm lịch này bạch lộ rồi mà lúa rỗ muộn quá. Như mọi năm mà lúa mình chuẩn bị chiến đấy là lúa nó trổ hết rồi anh em ạ. Nó bắt đầu rẽ nó về mạnh. Ta lo đi tới đây. Thả luôn cái chim sâu đi rồi. Ừ, bạn này cất đi. Ừ. Đi sâu. Triển triển. Như mọi năm lúa của mình đấy. Bắt đầu rỗ rồi mà thì thời điểm đấy bắt đầu nó mới về mạnh anh em ạ. Còn mạnh nhất của nó là lúc lúa bắt đầu đỏ đuôi. Mà rẽ run với cả gà đồng các thứ là nhiều lắm đấy anh em. Te te vàng. Nói chung là mùa di cư rồi anh em ạ, toàn chim biển vào thôi, với cả chim di cư từ Trung Quốc sang. Đó. Xuống dưới đi rồi tao giữ con này. 15 đánh một sớm anh em ạ. Đấy. Thợ anh em trên đầu nguồn đánh sớm thì mình phải theo sớm thôi, phải không anh em. Cạnh tranh nhau từng mét đất một anh em. Tiếp sao. Đấy nhờ cạnh tranh kinh lắm anh em. Tiếng không hay không đánh nổi luôn. Chim nó về nó lao theo kiểu như nào phát nó biết nó chạm ở đâu rồi ngay anh em. Đàn rẽ nó chưa chạm tiếng của ai à. Đến bàn mình phát nó lao rúi rụi luôn anh em. Nó chạm rồi thì nó phải lao qua lượn lại. Nó thấy số nào đẹp thì bắt đầu nó mới xuống. Xuống có khi cách no cả 100 mét đấy chứ. Chạm nhiều tiếng quá rồi anh ạ. Anh ạ, à, bên thì mình đánh 3 tiếng rẽ, giờ tắt đỡ 1 tiếng thì để 2 tiếng thôi anh ạ.
tổ chim. Tầm 8 giờ, 9 giờ là nghỉ thôi nha. Để cho bài nó nghỉ, với cả là nắng hẳn lên, nắng sát mặt thì chim cũng không có đâu anh ạ. Nó mát rồi, tí giờ đấy cả ngày được, nhưng mà nắng to thì thôi, nghỉ để cho loa đài nó nghỉ anh nha. Về thôi anh em. Nó đài để đây, chiều ra mình ra mình mắc lại là xong mà. Đêm cứ tầm à. Cứ nhặt nhẹ cái đêm cứ tầm tiếng dậy một lần anh em. Tiếng đi soi một lần. Đến sáng ra lội nó oải quá anh em ạ. Nó cũng không, đêm nó cũng không đi mạnh ấy nha. Cũng khoảng về được một đàn 5-7 con rồi bắt được hết. Mà này không gỡ thì dòng rẽ là nhanh chết lắm anh em ạ. Anh đứng làm phát nào tầm lửa tiếng mình không để ý là nó bò cánh nó chết ngay. Mấy cả lắng là mình cũng phải trực, ví dụ đánh ban ngày là phải cũng phải lắng để trực nữa anh em ạ. Nó dính vào rời lắng lửa tiếng sau là chết luôn, chết khô luôn anh em. Không sợ gì. Nên cứ phải đi gỡ, nó không đi dọc chích. Chích thì để 2-3 tiếng vô tư. Nó dòng rẽ để lâu chết luôn anh em. Yếu. Gỡ con trên đi cày ơi. Còi làm một dùm rồi anh em kìa. Mình nội một vòng từ đầu đến cuối nó làm một dùm rồi. Mà còn ủng nội cứ phao ấy. Tại để đêm mình nội mấy lần rồi, sáng này ra nó mới nội thôi. Thế to à? Đêm qua gỡ tè tè phê hết cả người. Sáng ra nhìn mặt thằng nào thằng ấy bơ phờ, bơ phạch. Không tè tè. Tè tè cứ nghe thấy chép vài phát ở trên trời là dính ngay anh em. Lúc sau nghe thấy kêu cứ mầm ở dưới lưới rồi. Bọn đấy nó dính vào là kêu như tu hú anh em. Kiếp thật. Nó kêu kiều ấy anh em. Bé này
nhớ hồi bé nó cùng ông nội đấy đi đánh chim này. Cả đêm ngồi đại ở rễ lúa ăn đồng đồng anh nhậu ạ. Đây này. Hồi trước mình học mình giờ tí đi cùng ông nội đánh chim ấy. Cứ ngồi rễ lúa ăn đồng đồng thôi, ông cứ ngồi đập cái còi tay đấy anh nhậu ạ, đập vào đùi này. Cứ ngồi đánh túc. Thỉnh thoảng chích nó bay qua đấy. Mình nhớ có đợt đấy chích nó bay qua còn nao à. Thùng cả chán mình anh em ạ, đây này, vẫn còn sẹo này anh em này. Đang ngồi làm choang quát ngã ngửa ra, khóc két lên giật mình. Hồi trước đánh còi tay đấy anh em ạ. Hồi trước đánh còi tay nó chim nó hay thi vào người lắm. Cú mốc đấy, chích rẽ đấy. Đánh còi tay nó toàn phi vào người thôi. Hồi trước đánh ít lưới lắm, cùng lắm là 150 đến 300 mét lưới quay lại thôi. Chấm lưới một bọng, quay hai quay bờ trên bờ dưới đấy, chẳng cao tầm thấp đấy, đánh rồi đấy nó sướng rồi nha, làm gì có ai cạnh tranh giết cái đâu mà cả làng đánh ở làng còn được đầy, đi thiên hạ còn được nhiều nữa, đồng đồng ngọt thật, hát dỗ nơi rồi anh ạ, lúa dỗ đánh sướng, chuột cắn đầy anh ạ. Gỡ 7 giờ đây, gỡ cố được 6-7 tên nữa. Bụng trắng không? Rồi, rồi, anh ạ. Đi, lên kia bắt chim cho anh em xem tí đi. Đây, đó quá. Đây, chắc là phải lắng đây anh em, chiều lại mưa ấy mà. Chiều mưa thì quá ngon. Hôm qua lúc mình ngủ đấy, còi nó đi gỡ chứ. Te te được 8-9 con. Gọi mình dậy quay vòng rồi, mình buồn ngủ quá anh em ạ. Nhắm tin hết cả mắt này. Thì u ao ớ, chả biết nó nói cái gì. Sáng này ra, các bạn này. Và hôm qua được cái đàn 8 chiếc con dây run. À, 8 chiếc con tê tê. Gọi anh nhất dậy cho anh nhất không dậy. Chả nhớ gì luôn, mệt quá anh nhỉ. Đấy. Mấy ngày mưa gió ngủ ngoài đồng nữa. Mệt thế. Đi bắt chim anh em xem một tí nhá. Anh em nhá. Hôm nay quay qua anh em ạ, nắng quá, đang mưa rồi, nắng lên mệt thật anh em. Nói chuyện không ra hơi luôn anh em thông cảm nhá. Bắt cả rẽ cả tê tê hay gì? Bắt tê tê đi, rẽ thông báo cho anh em kết quả thôi. Rẽ hôm nay chiều qua một trận mưa, đánh từ chiều hôm qua đến bây giờ chắc được tầm 33-34 con gì đấy anh em ạ. Nắng quá mà. Nắng quá anh em. Bù lại là được ít tê tê. Bù lại được ít tê tê đây anh em. Chiều qua nó mưa rồi mà đêm tê tê nó về đây anh em này. Đợt này anh em tập trung vào mạnh cái tê tê nữa nha anh em nha. Đấy. Tê tê với cả rẽ run thì đánh nó nếu mà nó di cư thì nó di cư cùng thời điểm với nhau anh em nha. Đợt nào mạnh tê tê thì đợt đấy mạnh rẽ luôn. Đấy. Tê tê. Đến bệnh quay đây bắt đi coi đây đây này nhặt kìa bây này bắt cho anh em xem cho sáng nhá đấy hơi tối anh nhậu để thấy rõ quay cho anh em xem cho sáng được một con cá keo. Cá keo dài gấp đôi chân bọn tê tê à. Vào túi rồi vẫn còn kêu. Bắt chim anh xem tí đây. Cả đêm mệt bở hơi tai. Sợ thật. Nắng. Tê tê là anh em này. Thế bây giờ nó dính à. Cái loại này dính 3-4 con đổ lên nó kêu cứ mầm anh em ạ. Ở dưới ruộng đây soi cái là biết dính ngay. Lúc nào nó kêu phát là biết dính ngay. Còn nghe thấy kêu nữa trên trời nó kêu chép. Tầm 5 phút sau là được anh em ạ. Đàn nhiều nhất hôm qua là mình gỡ 11 con anh em ạ.
Đấy, đàn sẩm tối đấy, mình gỡ 11 con. Lúc mưa xong phát là mình gỡ luôn 11 con. Xong là đêm đằng còi gỡ được phát 9 con nữa. Đấy, xong là sáng ra được 9 con nữa. Nó phải rơi vào tầm 26, 27 con gì đấy anh em ạ. Te te đấy. Nó đi theo đàn. Hôm nay nó đi theo đàn anh em. Còn mọi hôm, hôm qua hôm kia toàn nè tẻ đôi một, đôi ba con một thôi. Bắt đầu thấy đàn rồi, đàn loại này toàn đàn to thôi anh em ạ. Có đàn hàng 5-60 con cơ. Đấy, nhiều thợ anh em đánh lâu năm đấy. Loại te te này có một khi đàn anh em mà đánh nhiều lưới mình đánh đúng điểm của nó đấy. Ui, đàn 5-60 con vào lưới chuyện bình thường anh em ạ. Đấy, nó dắt ra như người ném đất vào lưới luôn. Cái dòng te te này nó lao đúng như người ném đất vào lưới. Năm nay là có khả năng mình vào mạnh con te te này nữa anh em này. Tại vì bãi này của mình chuyên dọc chim nước rồi. Đấy, bên cạnh này là chuyên mình chuyên dọc chim nước, còn bên này là chuyên dễ run anh em ạ. Chuyên dễ run với cả gà đồng. Đấy, vào là mình lùa phát chết luôn. Đúng rồi. Chấm hết cuộc tình luôn anh em. Te te này anh em này, thôi không bắt được ạ. Thôi. Nhiều lắm, lắng hết cả tay là cầm lấy quay. Túi vẫn còn, không bắt được nữa ra. Đấy, túi vẫn, trong túi vẫn còn anh em ạ. Té té này, vài ngày nữa bắt đầu bão vào đấy, chưa có bão vào đấy anh em ạ. Miền Bắc của mình chưa có bão vào đấy. Nếu mà bão vào á, cái dòng té té này đi theo bão, ui trời ơi, đánh thì thôi, chấm hết luôn anh em này. Té té là có khả năng năm nay là mình chọn luồng này là luồng đúng luồng của té té nữa rồi. Cả té té, cả dễ run rồi anh em ạ. Đấy. Thích thật, xuống. Đấy. Anh em điện hỏi thăm đấy. Dễ run thì được hơn 30 thôi, cũng được rồi anh em ạ. Vừa đánh vừa dễ run này, đợi mưa thôi. Nắng lên thì nó cũng hơi kém. Dễ run nắng lên hơi kém, nhưng mà cái tầm chuẩn bị đến đợt trăng sáng này anh em này. Hôm nay mùng 6 hay là hôm nay mùng 7 đấy anh em. Mùng 7 của tháng 7 âm lịch đấy. Hôm đầu ra video mình đã bảo rồi, bãi này năm nay của mình chỉ có mút chuột chuột đúng không anh em? Bãi này cái dòng chim nước nó khoái lắm anh em ạ. Anh em nhìn cái điểm nó như thế này cơ mà. Tè tè lao cho thích. Dưới đây mình ma trận hết lưới tàn hình ở đây anh em. Không bao giờ nhìn thấy luôn. Đất luôn. 8-9 treo lưới ở dưới đấy của mình đấy. Đây, bãi này chuyên dễ run đây anh em. Đánh mút chỉ luôn anh em. Alo. Alo. Alo nhờ. Hôm nay được nhiều không bạn ơi? Cũng được dễ run thì không được mấy bạn ạ. Chủ yếu là được te te vàng với cả là mấy con chim linh tinh thôi. Về chưa, là mình lên nhá. Bây giờ lên đi. Mình đang quay tí video đây, có lên có thằng em ở nhà mình nhá. Rồi, đi đâu, cầu Ba Đa. Cứ lên tới cầu Ba Đa xong là điện lại cho mình nhá. Ok nhá. Này có anh em lên nhà mình giao lưu anh em ạ. Giao lưu lấy tiếng đây. Hẹn mình từ hôm qua, hôm nay bắt đầu lên đây. Hôm qua về tắm rửa xong rồi anh em lên là vừa. Quay nốt cho anh em tí đi, xong rồi về đi nhặt chim thôi. Quay nốt cho anh em xem tí nhá. Đấy, thành quả hôm nay anh em nhá. Đây này, chuẩn bị đến lượt trăng sáng này anh em vào mạnh rồi nhá. Mình sẽ cập nhật cho anh em xem. Tê tê với cả giấy run đang đi mạnh cái thời điểm này. Tô hú thì chắc từ mùng 10 âm lịch đổ ra, vài ngày nữa anh em. Đấy, nói chung là cái đợt lúa trổ này thì con gì cũng đánh được rồi anh em. Có mỗi trích với cả là gà đồng thì anh em đánh thì đánh thôi, nhưng mà trích thì từ từ đã anh em nhá. Trích là cuốc biển, sâm cầm thì phải cuối tháng 6 đầu tháng 7 này thì bắt đầu nó mới về được. Cuối tháng 7. Anh em cứ nhộn lên đánh sớm làm gì, một hai con ảnh hưởng đến con khác nó phí đi. Con vạc anh em đánh được rồi anh em ạ.
dễ run đây anh em nhá. Dễ run đây anh em ạ. Ok, bye bye nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau nhá. Rồi, bye bye anh em rồi về đây. Bye bye, chào tất cả anh em nha. Hẹn anh em video sau nhá. Chào anh em nhá. Các bạn vừa xem video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ và ý kiến của bạn vào phần comment bên dưới. Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè. Và đừng quên đăng ký để xem những video mới nhất. Xin chào.